Chào mọi người, bạn nam này vừa mới hoàn tất xong 14 răng hàm trên của mình. Và bây giờ bạn ấy có thể rất là tự tin để cười. Các bạn có thể thấy không ạ? 14 răng hàm trên. Rồi, bạn xoay cho một vòng cho mọi người xem nhé. Wow, rất là tự nhiên. Rất là trắng. Bạn rất là hài lòng về cái hàm răng này đúng không ạ? Rồi, bạn quay một vòng nữa cho mọi người xem nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều.